Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký ban hành công điện số 1014 về vụ cháy tại xã Tứ Hiệp, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội. Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính gửi lời thăm hỏi, chia buồn sâu sắc tới thân nhân, gia đình người bị nạn và có ý kiến chỉ đạo như sau. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội chỉ đạo tổ chức thăm hỏi, động viên, hỗ trợ vật chất tinh thần cho gia đình người bị nạn, phối hợp chặt chẽ với Bộ Công an khẩn trương khắc phục hậu quả và điều tra xác định nguyên nhân vụ cháy, xử lý nghiêm hành vi vi phạm nếu có theo quy định của pháp luật. Các bộ, công an, xây dựng và ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương tiếp tục nâng cao trách nhiệm, triển khai quyết liệt có hiệu quả công tác phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kết hợp tuyên truyền nhằm hạn chế tối đa xảy ra cháy nổ, bảo đảm an toàn tài sản, sức khỏe, tính mạng của nhân dân.